Hello, chúng tôi mình mới dừng lại đây để đi đi ra đi bộ một chút, không thôi ngồi trên xe hoài. Ôi rồi ôi mỏi mệt. Và cái chỗ này nó khá phong cảnh khá là đẹp nha. Oh, cái này biết nó chết hay là làm sao. The thing is dead. Looks like it might be dead. Yeah, but this is still where they are. No, they are not the same, hon. Come and look at it. They are not the same. Come and look at it. Đó xin là cái cây này á. Và cái cây đó là một cái cây. That's different. Ooh. Is it filming? I can't even tell. Oh, it is. Okay. This is solid rock, right? I think that's the canyon lines. Look at it over there. That might be it. I can't tell. Đây đây là cái view ở chỗ này. Hi Dust. Hi Dustin. Okay, hi mọi người, và đây là một phần của cái Canyon Land National Park. Nó không có lớn như là cái Grand Canyon nhưng mà nó cũng trông rất là đẹp. Những cái khối đá này run away, man. Of course I'm running away. You know I don't like videos. Ở đây nó hơi có cái sương mù hay là sao, hay là cái này có phải là khói bay từ bên cái vụ cháy rừng ở Cali không nữa, mà thấy nó hơi foggy, smoky. Very smoky. Very smoky. Can you smell it? Get out. To get out is left. This way, didn't we? No, we have not. Do you want to go this way or do you want to go out? That's fine. That's fine. Thank you.
Đêm nay bọn mình sẽ ngủ ở đây ha, thấy cái cảnh tuyệt vời chưa? Đây là Canyonland National Park. Đêm nay á, không có ăn tối, tại vì ở đây không có nhà hàng mà nghe được cái phone service ở đây cũng không có nữa. Phone mình không có, phone Dustin thì có một một vặt thôi à. Thì mình đã ăn vặt một tí rồi, bây giờ đánh răng ha. Không biết bữa tối ở trên này có lành không, chắc cũng lành. À, và bây giờ là hơn hơn 8 giờ tối rồi. Mình đã rửa ráy xong rồi. Bây giờ cái máy vi tính của mình, laptop của mình nó vẫn còn pin, cho nên mình sẽ ngồi có lẽ là ấy một cái video và transfer ảnh này nó qua máy vi tính để cho cái phone nó có rộng hơn để mình chụp ảnh tiếp. Rồi ôi, hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời, mà tuy nhiên á, cái khói mà từ cái vụ cháy đang ở Cali nó bay qua thảo bên này luôn. Bầu trời nó hơi bị khói ha, không khí nó bị khói, mình cũng có thể ngửi được một chút thôi. Hy vọng đêm nay trời có nhiều sao đẹp, và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai ha. Good morning. Ồ trời ơi, cái con gì cắn ở chơi. Look at this. Yeah, see that? It must have been scratching. Bị con trông cắn quá trời à. Đêm hôm qua ngủ khá là ngon. What is that? What is what? Oh, I thought you put saliva on it. Oh. Ờ, đêm qua thì trời nó không có lành lắm. Left your net. Left your net. Mà nó rất là yên tĩnh. Sáng nay thì cái cảnh như thế này đẹp ha. Thì đêm qua mình ngủ ok, mà điều bị mấy cái con đó nó cắn một vài chỗ. Sáng nay là sáng thứ mấy rồi trời? Sáng thứ ba. Hôm nay là thứ ba. Ok. Ở đây thì không khí nó rất là khô, cho nên da dạng gì nó cũng khô, miệng là mũi nó khô mà còn có máu nữa, ghê quá. Trời ơi. It's video. Oh. Hey. Mọi người thấy cái cảnh này thế nào? Đêm hôm qua vợ chồng mình ngủ ở trên kia và nhìn có thể nhìn thấy cảnh ở dưới này luôn. Thiên nhiên thiệt là đẹp. Can I have a camera?